Hôm nay là thứ bảy. Saturday weekend. So I blessed family. Định mua nhà tặng cho Father Day weekend. Mua nhà tặng cho hai đứa con trai. HB area. Cũng rất là gần nhà mình luôn á, tại vì đường Ohio and Beach. Trường học là very secure. Có một cái trường học ở đó. Mình lại không để ý là trường gì. Trường tiểu học. Nhà mới remodel lại đó anh. Looks great. Nhà dễ thương, nhỏ nhỏ dễ thương. Ở ngoài thấy thích rồi đó. Căn này thì ở trên Zillow. The agent Frontier Realty James Pham, okay. So this detached. Thường mà có cửa như vậy em thấy là detached. Ở Mỹ thường người ta sử dụng garage như phòng ngủ luôn. Nếu mà họ không đậu xe ở trong á. Cái góc này cũng rất là dễ thương, buổi sáng ngồi chơi. Nhưng mình có duyên là mỗi lần mình mặc cái dress này á là mình đi coi nhạc. Đây, họ mới bước vô là cái phòng ngủ. Phòng khá nhỏ. Closet. Cao. Hai cái. Mà nhìn nó hơi chật chội tại vì nó không phải bằng kính. Nếu mà bằng kính thì sẽ rộng hơn. Oh, this semester. Oh no, it's like a half bathroom. Okay, we stand in the shower. Okay. Cũng dễ thương. Nhỏ gọn. Đây là cái bộ váy mà có rất có duyên đi coi nhà. Đợt trước là đang có bầu nhưng mà giờ hết rồi. Nhà rất là dễ thương. Anh Jim. Dạ anh chào anh. Dạ Jim real estate rất là năng nổ, làm việc cuối tuần. Real estate là phải lại thôi. Em thấy real estate ai cũng cuối tuần mà. Open house nha. Em cứ tự nhiên coi ha, có cần gì cứ hỏi anh. Dạ. Em thấy list là 1 triệu 1 5 triệu. Đây là một phòng riêng. Phòng này là cái này là một cái phòng riêng á, nhưng mà là tính cho 4 phòng mà. Vâng, đúng rồi. Là mình làm phòng ngủ cũng được mà làm phòng ngủ cũng được, làm gì cũng được. Bây giờ anh đang decorate là làm bằng làm việc vậy đó. Thì người ta để decorate cho thằng. Dạ, người ta là chủ nhà. Thường phòng ngủ ở Mỹ. Mấy cái này mà thay bằng cái closet này mà thay bằng cửa kính thì sẽ rất là đẹp. Cái layout của cái nhà này thì mình thấy cũng thích á. Ok, so cái master bedroom mình mới vừa coi thì sẽ đi thẳng cái phòng ngủ bên này luôn. Ok. Nhà này là perfect. Nếu mà có con nít đó các bạn, trời quá dễ thương luôn. Thì cái phòng tắm này nó sẽ dành cho hai cái phòng này xài. Nếu mà nhà này có nít hoặc là nhà này cho thuê mà kiểu mà thuê share phòng đó, thì cũng ok. Nhưng mà hơi kén chọn người share một chút tại vì nhà cũng khá là đẹp.
cái bộ bàn, bộ ghế, sofa cũng giống với nhau. Thì phòng này thiết kế bên phòng khách. Ok, phòng này cũng phòng ngủ luôn, nhưng mà họ decorate giống như là phòng làm việc. Mình thích closet đây cũng bự rộng rãi, nhưng mà chỉ có điều là mình sẽ thay mấy cái cánh cửa bằng cửa kính, thì nhìn cái phòng nó có chiều sâu, chiều rộng hơn. Phòng khách, cái nhà bếp ở đây. Thật sự cái nhà này nó cái layout khá giống với cái nhà của gia đình mình đang ở. Dễ thương, cái nhà này dành cho new family được. Chỉ có một cái mình không thích ở cái nhà này, đó là cái sân sau. Nếu mà em nghĩ cái chỗ bán nhà này cần làm cái sân sau đẹp hơn nữa, cái này là hơi kiểu làm đại làm đồ nè. Đằng sau đây nè, đó phải làm cỏ lại hết lớp cỏ dẻ. Cái này mà muốn làm một cái pool nhỏ thì phải tốn tiền đào làm cái pool, hoặc là một cái sân chơi cỏ đằng sau này cho em bé chơi, hoặc cho gia đình hay nghèo. Giống cái nhà giống bên kia, patio giống bên kia. Bếp cỡ này là gọn rồi, cái bếp này cỡ này thấp gọn dễ thương, nhẹ nhàng. This is a garage, phòng laundry room. Okay. Bắt đầu em tưởng là garage nó detached. Mà không. Có thể phải đi thác ở lớp xưa rồi xong connect lại. Xong connect hả? Cái này là phần connect chuyện này. Anh không nghĩ như vậy, tại vì cái máy như vậy thì không thể nắm detach cho hết nhé. Máy như vậy thì cả hai bên có. Nếu mà detach thì nó không có làm cái máy như vậy, tức là cái này phản trống. Còn cái máy như vậy nó là cái máy như vậy. Garage. Anh nghĩ là hồi xưa garage nó vô thẳng vô trong đây. Bỏ lên cái tường này, những cái tường này thì cái tường tạm thôi, nhưng mà garage từ đó tới đây luôn nè. Đúng rồi. Cái này là bỏ thêm làm như một nhưng mà cái room extra vậy đó. Ok, hiểu rồi. Nhưng mà garage là cái này. Cái này là garage luôn, từ đây nè, cái này là garage. Chứ nó không phải khoảng trống. Nếu như vậy mình cái này hơi nhỏ, nhưng mà nếu mà có không có tường thì garage là quá bự. Cái này quá bự luôn á, cái này 4 xe. Chắc đúng đó, hồi xưa ra tặng đây là. Em nghĩ là ra ra xong người ta tắt ra. Người ta tắt ra, tại thấy bự quá. Đúng rồi, tắt ra chứ phải là. Mà nhà này này có cái backyard nó, có cái pool nữa là cool lắm. Tại vì em rất là thích cái layout. Nhiều người muốn cái pool như này nhưng mà. Yeah, there's less có mòn. Nhưng mà cái này mấy cái lầm sao chắc nó đẹp chút, nhìn là đinh. Thường mà đào cái pool ở Mỹ chắc cũng 40 chục. Rồi gỗ rồi nó thấy ghê quá. Cái kiểu cái này nếu mà muốn thì nó muốn mình làm một cái trần ra. Xin lỗi. Mấy cái bỏ mấy cái thay cho nó nhìn nó sang trang chút. Ở ngoài Kara là có tile. Làm tile. Nè xí. Ở ngay ra này là cái này, trên này là không có. Cái này là lại có. Cái này là chủ nhà chị bỏ tiền mà. Rồi ở đây không có. Hơi góc này mới trống trải. Ồ, cái này là cái gì vậy? Thì cái tường họ đập ra đó. Mà tại sao cái tường đấy? Ok, vậy là hồi xưa em nghĩ chắc cái mà họ modify nhiều lắm. Hồi xưa cái tường này cái garage cái tường người ta mới extend lên cái máy này. Rồi. Có nghĩa là người extend ra ngoài. Đúng rồi, tức là người ta extend lên cho hèn chi chứ từ đó mà vô trong đây thì khá là bự. Ok. Có nghĩa là tới đây là người ta xây máy này. Ta xây thêm cái cửa ra. Là garage mình có thể kéo ra đằng trước. Cái garage
ra sau giờ nó để ý nè chứ. Ủa cái ra cũ á là từ đây từ đây, đây, đây thôi đúng rồi. Rồi tao thay cái tô này nữa. Áp thêm ra đằng trước chứ mày áp ra đằng sau. Chủ nhà Mỹ Trắng hả anh? Chủ nhà Mỹ Trắng hả? Hay là... Chủ nhà Á Châu. Á Châu à. Nhưng Mỹ Trắng thì không biết người nào sửa cái này thì mình không biết sửa cho hôm nào. Nhưng mà chỗ hiện đại thì... Không, không biết vậy thì hiểu tại sao lắm. Nó hơi bị nguyên nguyên sao lắm. Không mà cái bác giờ là cần... Okay, cần sửa đó. Cái này là cái này. Cái trên có một cái điều đó đi. Cái này có phải những cái điều đó đi khác nhau. Em nghĩ nhà này là perfect for new family, like a small kid. Thì 4 phòng ngủ, 2 phòng 8, 2 và chồng 2 con là perfect. Perfect. Tại vì phòng ngủ cũng nối liền nhau liên liên tùng. Nói chung nhà này thì không có to nhưng mà cũng ok cho một cái. Cái này 1.000 square feet là hơi bị nhỏ, Mà 1.000 square feet mà trong một cái lot mà 6.000 là hơi bị là quá nhiều. Nghĩa là phải cái 1.000 square feet là phải cái lot phải 7.000 hay 8.000 lên. À thì tùy thôi, thì đã xoay cái sân sau nó hơi nhỏ. Nhỏ và sân trước cũng có nhỏ nữa. Sân sau nhỏ. Nhưng mà nhà này remodel lại một chút á. Nhưng mà không phải cái gì bị bỏ bởi trắng đâu, cái này cây cối chứ này. Cái này cũng không ai 6-7 tháng người ta không ai làm vườn nữa. Remodel lên. Đúng rồi. Là vô là phải có người làm landscape cái đằng sau. Thì cái này thì cũng dễ. Cũng dễ. Thường thường ta để như vậy có thể em làm cỏ dạ đó. Tại vì cỏ lót cỏ dạ. Cỏ dạ dễ. Chạy cái đấy nghe đâu. Không đâu. Thì muốn thì xây cái thì cỏ thì phải mát thêm, còn cỏ giả hay là xây không cỏ giả sạch sẽ hơn cho mát mấy ngày để sao mà không thì tại bây giờ để vậy bên nhà còn trồng hoa cũng cỏ để vậy cho bởi vì mới có giá đó đó. Nếu mà em nghĩ có một cái bát da đẹp là lên 1.500.000 for sure. Nếu mà cái bát da họ mà... chút á, sửa lại chút lần trước. Cái nhưng mà okay, bây giờ mình đi vô mà cái lối đi nó quá cao vậy là hơi bị sai rồi. Cái cao nhà sàn. Nhưng mà như vậy nó hơi sao á. Nếu mà làm step cũng được. Nói chung cái này thì cũng không có gì đặc biệt hết. Em nó quá cao rồi. Rồi mấy này hơi bị thiếu biết hả? Nhà nhà sàn. Thì cái này khúc này người ta để được tại có cái mái ra ngoài chút xíu á thì em tính mua nhà để ở hay là để invest? Dạ để ở. Yeah. Thật sự là muốn kiếm nhà bự hơn chút. Tại em có hai đứa mới đẻ, một đứa 16 tháng, một đứa 3 tháng. Thì cái nhà cũ của em nó cũng ra giống cái này rồi, nhưng mà cái bát da thì đẹp. Nó có pool, everything. Phan Văn Lê. Dạ, gần ở đó. Em chạy qua. Bên Phan Văn Lê thì không có nhà để coi. Có thì nó quá là mắc rồi, với lại not worth it. Nhưng mà đất 6.000 là hơi nhỏ. Nhỏ hả? Nhỏ, đất 6.000 là quá nhỏ. Không, nhưng mà tiện như nó vuông dứt á, xài. Nhưng mà cái mặt tiền vô thì thấy nó hơi bị sao đó, không giống như nhập cái nhà bình thường. Thì
em thấy nó xây lạ hơn á, kiểu như là không, cái nó khác với nhà kia, tại vì cái gara này extend ra này, hàng kia nó thấy nó quả như một cái lớn extend cái gara, xong extend cái này để làm cái phòng này. Cái phòng này extend luôn đó. Đúng rồi. Phòng này kéo ra extend luôn. That's why nó mới extend lại làm cái phòng này. Tại vì em thấy là cái má cũ là nó được.